Liên quan đến file ghi âm cuộc nói chuyện được cho lời của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Ban nội chính An Giang nói rằng ghi âm cuộc gọi Đại tá Đinh Văn Nơi đã bị cắt kép. Cụ thể, trưởng Ban nội chính tỉnh ủy tỉnh An Giang cho biết file ghi âm đã bị cắt ghép nhằm vu khống gây chứa ghẻ đoàn kết nội bộ. Sáng ngày 5 tháng 10, ông Lưu Vĩnh Nguyên, trưởng Ban nội chính tỉnh ủy An Giang xác nhận Công an tỉnh An Giang đang triệu tập người có liên quan đến file ghi âm cuộc nói chuyện được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang. Đây là cuộc nói chuyện của đại tá Nơi với một cán bộ hưu Chí nói về chủ tịch ủy ban dân tỉnh An Giang không cho rước đón người dân về quê. Sau khi nghe đại tá Nơi trình bày và các thành viên ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận, có thể thấy đây là chuyện bị đặt, file ghi âm đã bị cắt kép nhằm vu khống, chia rẽ đoàn kết nội bộ. Ban nội chính tỉnh ủy An Giang đã có báo cáo về Trung ương để chỉ đạo làm rõ mục đích, ý đồ của nhóm người lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá nội bộ. Đồng thời, Ban thường vụ tỉnh ủy An Giang đã có chủ trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định vì đây không còn là chuyện cá nhân nữa mà trở thành vấn đề của tỉnh. Ông Nguyên cũng cho biết thêm, từ đêm 30 tháng 9 đến thời điểm này, số lượng người dân đổ về theo số liệu là hơn 32.000 người. Dự báo, tỉnh An Giang sẽ đón trên 40.000 người về từ các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng thường vụ tỉnh ủy An Giang đã bàn những giải pháp để thuận lợi trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, an dân, chăm lo xã hội và việc đón người dân về quê. Tuy nhiên, trong khi tỉnh An Giang đang tìm giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân, thì người trong các bộ hưu trí này lại gây ra quan mang, bối nhỏ lãnh đạo của tỉnh. Còn đại tá nơi hiện là một mũi nhọn quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và liên quan an sinh xã hội, thì cái đối tượng này lựa vào thời điểm động cơ cá nhân để gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, vào sáng ngày 4 tháng 10, mạng xã hội xôn xao đoạn ghi âm được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi với cụ bí thư của tỉnh, xoay quanh việc không đón công dân về tỉnh. Đại tá Đinh Văn Nơi đã khẳng định đoạn ghi âm lan truyền trên mạng là cắt ghép, bịa đặt, vu khống nhằm chia rẽ sự đoàn kết nội bộ của tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân của tỉnh, không bao giờ gọi điện thoại chỉ đạo không đón người dân. Trước khi kết thúc video này, kênh Quảng Vlog sẽ thông tin lại cho mọi người cùng nắm về vụ chi 20 tỷ điều đệ tá Đinh Văn Nơi. Cụ thể, công an An Giang đã khởi tố bắt giam Trần Chí Mạnh về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả Mảnh là người thỏa thuận chi 20 tỷ đồng để điều đại tá Đinh Văn Nơi đi ra khỏi An Giang. Chiều ngày 15 tháng 3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Chí Mảnh, 41 tuổi, ngụ khóm 6, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Mảnh là người đã chi 10 tỷ đồng trong phi vụ nhờ người điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi khỏi tỉnh An Giang. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Trần Chí Mảnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, trụ sở và các chi nhánh, kho hàng của công ty của Mảnh tại thành phố Châu Đốc. Qua đó, phát hiện thu giữ một số lượng lớn, các chất lỏng đựng trong canh nhựa, phuy nhựa, nhớt thành phẩm, phụ tùng xe ô tô của các thương hiệu nổi tiếng, nghi do Mảnh làm giả. Trong quá trình xem xét, Công an tỉnh An Giang cũng phát hiện thu giữ nhiều xe mô tô, xe ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ sổ sách có liên quan. Đáng chú ý, khi khám xét nhà Trần Chí Mạnh tại Phú Châu A, thành phố Châu Đốc, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Qua quá trình điều tra, Trần Chí Mạnh đã khai nhận với công an về việc bản thân Mạnh đã bị nhóm của Đào Ngọc Cảnh, ngụ thành phố Đà Nẵng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền. Mảnh thông tin cùng với các đối tượng khác chi 20 tỷ đồng nhờ nhóm của Đào Ngọc Cảnh tìm người điều giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Trong vụ lừa đảo này, Mảnh đã chuyển tiền đặt cọc cho nhóm của Đào Ngọc Cảnh trước 10 tỷ đồng để điều đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang đi ra khỏi địa bàn An Giang. Nhưng không có việc điều chuyển nào diễn ra như kế hoạch. Sau đó, Trần Chí Mảnh được nhóm của Đào Ngọc Cảnh chuyển trả lại 7,4 tỷ đồng trong số 10 tỷ đồng đặt cọc để điều đại tá Đinh Văn Nơi còn lại 2,6 tỷ đồng. Nhóm của Cảnh đã chia nhau tiêu xài cá nhân. Từ lời khai của Mảnh, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt 4 người trong nhóm của Cảnh để điều tra về hành vi lừa đảo đối với Mảnh, bao gồm Đào Ngọc Cảnh, Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người thầy gửi thêm thông tin cho kiếp làm cơ chị Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nếu thấy nội dung này hay hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa